Phong trào Cô Sư Lô Giáo Phận Phú Cường, tỉnh Tâm Trợ Tá chuẩn bị bước vào khóa 3 ngày, tháng 7 năm 2018. Đại hội liên kết 12 giáo phận với sự điều hành của Ban Phục vụ Cô Sư Lô Việt Nam. Mừng 50 năm phong trào Cô Sư Lô hiện diện trên quê hương tại La Vang năm 2017. Là một bước tiến cho các anh chị em Cô Lista theo chân Thầy Chí Thánh Giêsu, Làm chứng nhân cho Chúa nơi môi trường sống, gia đình và xã hội. Khóa 3 ngày tại giáo phận Phú Cường được mở hai năm một lần. Vì thế, lúc 9 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2018, buổi tĩnh tâm trợ tá được bắt đầu tại giáo xứ Lái Thiêu với đề tài cầu nguyện do cha linh hướng An Tôn Hà Văn Minh giảng tín lý. Chúa Giêsu đã dạy mỗi người cầu nguyện, đặt mỗi việc mình làm trước Chúa. Đối với mỗi anh chị em Cusilista, cầu nguyện cần như hơi thở, Cầu nguyện là tâm tình của hội thánh dâng lên Chúa qua việc cử hành các bí tích, tham dự thánh lễ, lãnh nhận ơn giao hòa, cùng đến với Chúa qua các giờ kinh, chặng đàn, nguyện gẫm, lần chuỗi mân côi. Cầu nguyện giúp các anh chị em Cusilista vâng theo thánh ý Chúa, được tinh luyện trong ánh sáng Chúa Kitô và như thế, đời sống anh chị em phải hoán cải từng ngày bằng cách tự hỏi, tôi là ai? Tôi đã làm gì cho Chúa? Cầu nguyện để tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban và xin ơn hiệp nhất nên một để xây dựng phong trào vững mạnh. Cầu nguyện để thấy mình yếu đuối, nhờ đó khiêm nhường dâng lên Chúa những bất toàn và xin Thánh Thần thêm sức. Trong ngày tĩnh tâm, các anh chị em cu Silista được học hỏi tinh thần căn bản của người trợ tá, sứ điệp khóa Cusilo kỹ thuật tiếp xúc cá nhân và những điều cần lưu ý trước khi vào khóa. Ngoài ra, các chủ đề yêu thương bác ái, khiêm nhường, hy sinh, vân phục và phục vụ được học hỏi đan xen cùng với các bài hát sinh hoạt. Rạng sáng ngày 15 tháng 6, các anh chị em cùng tham dự thánh lễ với bà con giáo dân giáo sứ Lái Thiêu do cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh cử hành. Sau đó, mọi người cùng chụp hình lưu niệm và tiếp tục sinh hoạt. Lúc 11 giờ, các anh chị em cô Silista viếng thánh thể, làm balenca cho khóa, để các tham dự viên chính là những người được Thầy Chí Thánh tuyển chọn, cùng sống với phong trào và nhiệt thành xây dựng nước Chúa ngày càng tiến xa hơn nữa. Lúc 12 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2018, buổi tĩnh tâm kết thúc anh chị em cô Silista ra về trong hân hoan và bình an